Truy hồn ký tập 32. Khách quan mời dùng. Món của ngài đây. Ta đã tìm cả trong lẫn ngoài rồi, vẫn không thấy dấu vết của Mùi Mùi. Ta thấy thật kỳ lạ. Mùi ấy đi đâu được chứ? Ta tìm Khuynh Thiên cũng không được. Hai người họ không biết có đi cùng nhau không? Vấn đề là Lầu Quy cũng không thấy. Bình thường cái tên Lầu Quy đó nhìn thấy Mùi Mùi ta luôn có bộ dạng rất kỳ lạ. Có phải lừa Mùi Mùi ta về nhà rồi hay không? Cái đầu củ đậu của đệ suốt ngày nghĩ cái gì không đâu. Đệ chỉ sợ Mùi Mùi bị thiệt. Mùi Mùi mà xảy ra chuyện, đệ nhất định liều mạng với tên Lầu Quy. Hai người có thể cho ý kiến mang tính xây dựng được không? Nói đi nói lại, ta đã tìm hai ngày rồi. Bây giờ hai người nói phải làm sao đây? Nhiệm vụ trước mắt là phải điều tra cho rõ ràng nơi cuối cùng Mùi Mùi xuất hiện là ở đâu. Ta quyết định rồi, ta phải đến tìm Tịnh Từ đạo trưởng. Bà ta biết bói quẻ, ta sẽ nói với bà ấy bói xem rốt cuộc Mùi Mùi đang ở đâu. Tịnh Từ đạo trưởng, Tịnh Từ, Tịnh Từ đạo trưởng, bà đừng có ngủ nữa được không? Mùi Mùi mất tích rồi. Ai mất tích chứ? Mùi Mùi mất tích rồi. Lúc nãy cậu nói ai mất tích, ta nói bà đừng có ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Đạo trưởng, sao ta không thể động đậy? Đạo trưởng, Ngũ ca, là Quynh phải không? Ngũ ca, mau đến cứu đệ. Không có thời gian, ta và Giao Băng đi tìm Mùi Mùi. Các người ở khách điếm đợi đi, đừng bỏ đi. Đừng bỏ ta một mình chứ. Mùi Mùi rốt cuộc đi đâu vậy? Mùi Mùi, Mùi đi đâu vậy? Hình như chúng ta lại quay lại chỗ cũ rồi. Phải. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Chúng ta quay lại bốn lần rồi. Quynh nhìn ở đây, ở kia, bên kia nữa. Một chút gió cũng không có, chút tiếng động cũng không. Tiếp tục như vậy, làm sao mà phá trận được đây? Không đúng. Hình như ta đã từng ở đây rồi. Mùi nói trước đây à? Từng cành qua ngọn cỏ ở đây, mùi cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ mùi đã từng ở đây rồi. Bây giờ mùi cảm thấy chúng ta là con cá đang bị giam trong lu nước, có xoay chuyển mấy cũng quay về vị trí cũ. Ở đó, ở chỗ đó, nhất định mình đã đi qua rồi. Mình nhất định đã đi qua. Sư phụ, người mà người cần con đã dẫn đến rồi. Đứng lên đi, thật là hảo đồ nhi. Nhưng mà sư phụ vẫn chưa quên chuyện trước đây người cùng Nhật Tuyên giam sư phụ lại. Sư phụ, nơi đó vừa tối vừa lạnh, hơn nữa không có người bên cạnh. Sư phụ ta vô cùng cô đơn. Sư phụ, người đừng sợ. Sư phụ biết người nhất định là bị Nhật Tuyên làm cho hư thôi, cho nên sư phụ không trách người.
Không phải, không phải. Không phải đâu sư phụ. Sư phụ tha thứ cho người rồi đó. Nhưng mà sư phụ ở nơi đó quá lâu, sư phụ cũng có hơi giận. Sư phụ bị giam ở nơi đó vừa tối vừa lạnh, lại còn ẩm thấp nữa. Sư phụ phải trừng phạt người thế nào đây? Người đó sao lại không nhớ những gì sư phụ nói với người hả? Ngươi là sao chổi? Ai bên cạnh ngươi đều phải chết hết. Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm ca ca, Lộ Lâm, Lộ Lâm ca ca, huynh tỉnh lại đi. Lộ Lâm ca ca, ngươi xem, không ai cần ngươi hết, không ai yêu ngươi, không ai yêu ngươi. Cả đời phải sống trong cô đơn, đau khổ một mình, giống như sư phụ đó thôi. Sư phụ đã nói với ngươi rồi. Sư phụ ghét nhất là bộ dạng khổ sở, đáng thương của ngươi. Muội muội, Khuynh Thiên. Muội muội, Khuynh Thiên, cô đang ở đâu? Tiểu sư muội. Muội muội. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Muội muội. Tiểu sư muội. Cô bị thương ở đâu? Huynh làm gì vậy? Đi, để ta xem cô bị thương ở đâu. Sao bất cẩn quá vậy? Đi đường mà cũng đã bị ngã được sao? Vậy thì sao? Cần Quynh lo à? Ta thích lo. Dù sao cũng không cần Quynh chăm sóc. Một cô gái mạnh mẽ làm gì? Nhìn đi, bị thương rồi đó. Lo chuyện của mình đi. Con gái các ngươi chỉ nên ở trong nhà. Chuyện nguy hiểm phải để cho đàn ông làm. Dướng tay dướng chân. Một cô gái đáng yêu. Tiểu sư muội. Muội muội. Muội muội. Tiểu sư muội. Cô ta là ai? Cô ấy là Đỗ Giao Băng. Cô ta từ đâu đến? Thái Ức Sơn. Người biết rõ vậy sao?
Lâu như vậy rồi, con đã tìm được kết quả mà con mong muốn chưa? Vẫn chưa. Chúng ta tranh chấp nhiều năm, đã bỏ được chưa? Có thể sao? Con vẫn cố chấp. Muội không đi nữa đâu, muội phải nghỉ ngơi một lát. Muội đã đi từ lúc trời tối đến sáng, rồi từ trời sáng đến tối, mệt chết đi được. Thôi được rồi, xem chúng ta tìm cách thoát chỗ đó đi. Đúng vậy, ít nhất chúng ta không về chỗ cũ nữa. Lúc nãy chúng ta muốn thoát khỏi nơi đó, ngược lại cứ đem về chỗ cũ. Sau đó chúng ta không có mục đích mà cứ đi lung tung, ngược lại lại ra khỏi chỗ đó. Bên trong có phải có liên quan không? Trong đêm tối, lúc khí của thiên địa âm dương tương xung, ngũ giác của con hoàn toàn biến mất, thì sẽ gặp quỷ đánh từ. Vậy phải làm sao mới phá giải? Con cảm thấy nên phá giải làm sao? Con biết rồi. Trước tiên là phải phong tỏa hết ngũ giác của mình. Ta cứ thuận theo ý nó, không nghe, không thấy, không nghĩ, không ngửi, không sợ. Thời gian giao thoa ngày đêm, cũng tức là thời gian ở đây mặc kệ thay đổi như thế nào, thời gian bên ngoài đều là khoảng thời gian ngày đêm giao nhau. Vậy cũng không đúng. Có thể là ở đây không phải gì nơi tồn tại thực sự, cho nên có người đang khống chế thời gian ở đây. Nếu có thể khống chế thì nhất định không có thể phá giải rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Không thấy, không nghe, không nghĩ, không ngửi, không sợ, tức là đừng để ý nữa. Nhật Tuyên, Nguyệt Ảnh, muội nhớ rồi. Muội xin lỗi, chúng ta không thể nào ở bên nhau nữa. Nguyệt Ảnh, vừa rồi muội còn khỏe mạnh mà. Nhật Tuyên, Nguyệt Ảnh, cũng may trong thời khắc cuối cùng này muội nhớ ra rồi. Muội yêu Quynh, muội yêu, muội yêu Quynh. Không phải. Không phải. Vẫn không phải. Thất tuyệt. Thất tuyệt của Vô Xá Tiên Nhân. Thất tuyệt. Thì ra là như vậy. Nghĩa là sao? Biểu ca Quynh xem, tâm pháp thức tuyệt này là tâm quyết nhiều năm của Vô Xá Tiên Nhân. Bên trong có rất nhiều thứ mà người thường không thể hiểu, nhưng ở trong này lại có một mâu thuẫn rất lớn. Người phải triệt để vô cầu vô dục, nếu không sẽ không thể luyến thành thức tuyệt. Không sai, người không thể triệt để vô dục vô tình
Cho nên không ai có thể triệt để luyện thất tuyệt. Người cưỡng cầu ắt sẽ hại thân. Ở đây còn một quyển nữa. Trong sách này ghi chép rất nhiều cách giải độc. Chắc là sách nữ sư phụ đã từng thử trị cho Nhiễm Nhiễm rồi. Biểu muội, muội xem. Lâm Lam, nào, cẩn thận. Nào, trời ơi, sao lại đến đây? Thất ca, Ngũ ca, biểu tỷ, Tam ca, sư tỷ, các người, Nhiễm Nhiễm, muội bình tĩnh, họ không phải người thật. Sao lại không phải người thật? Họ đều đang đứng ở đó. Nghe ta nói, đại ca Tần Thao của ta cũng ở phía trước, nhưng huynh ấy đã qua đời lâu rồi. Hơn nữa đã nhập thổ di an, cho nên vốn không thể xuất hiện ở đây được. Thật sao? Không nghe, không thấy, không nghĩ, không ngửi, không sợ. Dừng tay. Ta định hỏi muội, muội làm sao có thể khiến cho quái vật nghe lời? Muội cũng không biết. Nhiễm Nhiễm, nghe ta nói, muội ý thức được chuyện này không? Chuyện gì? Trên đường chúng ta tới đây, luôn có một giọng nói không thuộc trong thế giới ảo giác này. Nếu muội muốn phá trận, có phải liên quan đến giọng nói đó không? Phải ha? Không phải phong tỏa ngũ giác, mà là phong tỏa tứ cảm. Chỉ cần chúng ta đi theo giọng nói đó, nhất định có thể phá trận. Muội muội, Khuynh Thiên, muội muội, Nhiễm Nhiễm, đi bên này. Tiểu sư muội, muội muội, Khuynh Thiên. Từng lãng, đi theo muội. Lát nữa, bất luận muội đi đến đâu, huynh cứ đi theo muội là được.
Mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa, hay là vực sâu vạn trượng, chỉ cần muội đi về phía trước, huynh đừng cản muội. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, núi cao biển lửa, chỉ cần muội tiến về phía trước, ta tuyệt đối không thoái lui. Tiểu sư muội, đi về hướng này. Tiểu sư muội, người đến rồi sao? Muốn giết ta thì cứ đến đi. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, xin bà hãy bình tĩnh. Ta đứng đây một ngày rồi, ta muốn đi tìm muội muội của ta. Đạo trưởng, đạo trưởng à, bà tha cho ta.